như đạo Phật hay trong cái mùa Covid kịp buồn gánh gánh thì lên nó chuyện với quý vị, quý vị cứ hỏi hỏi nào khó khó thì hỏi mấy cái dễ dễ không. Sở thú chờ đầu, cái sở thú này rất là đông, những chị vô hết bộ trưởng hay là bí thư hay là đại gia hay là mấy thằng mà nói chung á là ăn tươi nuốt sống mấy con vật mà bò trong cái then trong cái hồ trong nhà hàng rồi đó là đi hết. Phật tử thời nay cũng đi luôn, tại Phật tử thời nay á bất kính dị đoan, bất tin dị đoan á, tin theo mấy ông thầy chấp vào cuốn kinh quá, tôi thần tú á đi hết. Mấy ông thầy là đi là dĩ nhiên rồi, là vô đông lắm. Phật tử cũng đi luôn. Anh thầy trò kéo nhau đi dưới cầu rất là đông. Chú Kiệt nói là chữ hiếu đi. Chữ hiếu hả? Chữ hiếu thì giờ ở nhà có mẹ đó, thì mỗi ngày bị cách ly đó, đấm bóp cho mẹ rồi suy nghĩ trong cái thời gian trước khi bị Covid Sài Gòn á, thì mình làm gì cho mẹ giận, thì giờ có cơ hội ngồi chung trong nhà nhau một chỗ, nó cũng giống như đi du lịch gì đó mà du lịch tại nhà. Thì du lịch mục đích là gia đình tụ họp đúng không, nhưng mà tụ họp bãi biển, còn này mình tụ họp tại nhà mình cũng là tụ họp. Chứ còn bình thường á mình cứ chạy lăng tăng ngoài đường, người tới mình mệt mình đói mình mới chạy nhà mình ăn cơm, ăn cơm mà cái đầu óc của mình chưa có tập trung gia đình nữa, cái mình nhảy lên giường rồi mình lên điện thoại lên mạng, mình đâu có gần gũi gia đình đâu, mình đâu có tính là vậy được. Thì mình tính lại thời xưa mình gần gia đình mình nó giỏi lắm 1 tiếng 2 tiếng, còn bây giờ là 24 tiếng luôn, bữa giờ gần tháng quá trời luôn về là cũng làm vài cây xanh, và cây xanh này cực khổ. Như là đi thì cứ có hiếu cho mẹ ngay lúc này, thay đổi đời sống, xin lỗi mẹ bữa hổm con dậy nhẹ dậy, thì bữa nay con nói mai mốt mà hết Covid con sẽ mỗi ngày dẫn mẹ đi chơi, đi ăn tối rồi gì đó, hứa đi rồi để mai mốt thực hành. Tại con Covid này nó sẽ sớm qua mau chứ nó không có ở hoài với mình. Thì bây giờ ăn thua người nào có phước thì cầm cự, đời sống nó sẽ trở lại bình thường chứ nó không có phải như vậy. Tại vì đang sàng lọc mà ở trên không có để cho mình sống xáo trộn vậy đâu. Ăn thua là mình có phước từ đây tới đó không? Rồi sau đó cái thế giới này nó trở lại rất là thái bình, người đa số là người tốt còn sống. Mà nếu mà người quá xấu á, cũng qua cái kỳ này á, qua cái kỳ cách ly này á, họ cũng bớt bớt xấu, họ cũng hơi biết có tin, có tâm linh, có trời Phật, thì cũng bớt làm mấy cái chuyện phạm thượng, nói chuyện phạm lỗi. Chú có gặp nhiều không chú? Bí mật hỏi làm chi? Ai tạo ra con virus? Trung Cộng tạo ra. Làm sao để cho các ông lãnh đạo tin? Trời, mấy ông dễ chịu tin, trong lòng mấy ông tin thôi, nhưng mà bề ngoài chức vụ với tiền bạc với thế lực á, mấy ông cũng giả bộ nó không tin. Tại vì nếu mà nói tin á thì sẽ phạm luật của đảng sao? Bác Hồ đâu có dạy kêu tin gì đâu, Bác Hồ chỉ dạy là là cái đó thôi. Chứ còn mà tin Phật mà không có trong kinh sách của đảng khác, cho nên là mấy ông có tin, tin trong lòng nữa à, thờ cũng phải thờ giấu chứ đâu dám thờ lộ liễu. Nhưng mà cái đó đâu có chứng đâu, đó là bởi vì cái đó cũng là cái giả dối, cho nên trên mới không chứng mấy cái đó, nó phải là thật tâm thật lòng kìa. Núi Cấm có UFO không anh? Có.